Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mưa bão mạnh đã quét qua các khu vực trên khắp Trung Quốc, gây ra một loạt thảm họa bao gồm lở đất khiến 22 người thiệt mạng và 21 người mất tích, cũng như vụ sập cầu khiến hàng chục người mất tích, đều ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Trận lở đất do bão diễn ra vào sáng thứ tư tại làng Sanxi, thị trấn Trung Hưng, Đô Giang Yển, san phẳng 21 ngôi nhà và khiến 22 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ từ Thành Đô, cách đó 48 km, đã đến hiện trường để nỗ lực cứu hộ và cứu trợ. Một lính cứu hỏa, người được cử đến khu vực, nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm thứ Tư rằng mưa vẫn tiếp tục và những khu vực rộng lớn có bùn, đá và mảnh vụn khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Ông cũng cho biết khoảng 300 cư dân địa phương đã được lực lượng cứu hộ chuyển đến các khu vực an toàn hơn. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin hơn 2.000 người bị mắc kẹt trong đường hầm đường cao tốc nối liền Đô Giang Yển và huyện Văn Xuyên đã được giải cứu và di rời. Chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Tư đường hầm đã bị đóng cửa do sạt lở đất. Đô Giang Yển là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất kinh hoàng ở Vân Xuyên năm 2008. Quách Hoa Đông, Giám đốc Trung tâm Quan sát Trái đất và Trái đất Kỹ thuật số tại Viện Khoa học Trung Quốc, nói với Global Times hôm thứ Tư rằng có khả năng vụ lở đất là liên quan đến động đất và sự bất ổn định địa chất trong khu vực. Tại Giang Du, Tứ Xuyên, số người được thông báo mất tích sau vụ sập cầu do lũ lụt nghiêm trọng đã tăng lên 22 người vào thứ Tư và 6 phương tiện lao xuống sông. Dương Diên Minh, một quan chức của chính phủ Giang Du, nói với Global Times hôm thứ Tư rằng số nạn nhân có thể tăng lên khi cuộc giải cứu tiếp tục. Cầu Bàn Giang chỉ mới được đưa vào sử dụng vài ngày trước, sau khi được gia cố sau trận động đất năm 2008, khiến dư luận chú ý đến vai trò của chính quyền địa phương trong việc xây dựng cầu. Cơn bão đã khiến dòng chảy của sông Bàn Giang tăng đột ngột, tạo thành trận lũ 6.600 m khối giây, điều chưa từng được ghi nhận trong 60 năm qua. Bên cạnh đó, lũ mang theo quá nhiều bùn khiến các cây cầu bị phá hủy, Dương nói. Ông Dương cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức các chuyên gia để kiểm tra mức độ an toàn và điều kiện của tất cả các cây cầu địa phương để tránh thêm nhiều cây cầu bị sập. Tuy nhiên, một ý kiến trên cổng thông tin X-Daycom đã cáo buộc chính quyền địa phương gây nguy hiểm cho sự an toàn của cộng đồng dân cư khi đưa cây cầu vào sử dụng, đồng thời lưu ý rằng mưa bão và khối lượng lớn bùn chứa trong nước lũ chỉ là cọng rơm cuối cùng trong vụ sập cầu. Tân Hoa xã cũng đưa tin có ít nhất 2 cây cầu khác bị sập ở Tứ Xuyên do lũ lụt. Ở những nơi khác trên cả nước, 20 khu vực cấp tỉnh khác và khoảng 6 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Tân Hoa xã đưa tin, một cơn bão đổ bộ vào Thọ Dương, tỉnh Sơn Tây, đã làm sập một số ngôi nhà tạm khiến 22 người thiệt mạng. Trong khi ở Tuy Giang, tỉnh Vân Nam, một trận mưa lớn do bão gây ra đã giết chết 14 người, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 7.000 cư dân địa phương. Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC đã đưa ra cảnh báo bão màu xanh, mức cảnh báo thấp nhất, vào thứ Tư. Một quan chức NMC giấu tên nói với Global Times rằng có tới 6 tỉnh của Trung Quốc sẽ có bão vào thứ Năm, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp để tránh thảm họa. So với các năm trước, mùa lũ ở Trung Quốc năm nay dài hơn và mạnh hơn, ngay cả ở những nơi như tỉnh Hà Bắc và Thiểm Tây, nơi được cho là khô hạn, cũng có mưa bão lớn. Sự biến đổi khí hậu bất thường này cho thấy Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu. Mục Kiến Tân, một nhà nghiên cứu của khoa thủy lợi và thoát nước tại Viện Nghiên cứu Tài nguyên nước và Thủy điện Trung Quốc, nói với Global Times hôm thứ Tư theo mục, nhiệt độ trung bình của Trung Quốc đã tăng hơn 2 độ C kể từ những năm 1950. Thưa quý vị, mưa bão được cho là tồi tệ nhất trong năm thập kỷ đã làm ngập lụt các khu vực rộng lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc, cuốn trôi các cây cầu, gây ra một vụ lở đất chôn vùi hàng chục người và phá hủy đài tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên. Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Tư rằng, mưa lớn bắt đầu từ cuối tuần trước đã giết chết hơn 50 người trên khắp Trung Quốc và làm gián đoạn cuộc sống của 2 triệu người. Trận lũ lụt tồi tệ nhất ở các khu vực miền núi của Tứ Xuyên, nơi bao gồm một số cảnh quan ngoạn mục nhất của Trung Quốc, làm nổi bật những thách thức trong việc khuyến khích xây dựng ở những nơi dễ xảy ra mưa lớn và hoạt động điện chấn. Một số chuyên gia trích dẫn các trận động đất thường xuyên và xói mòn đất do nạn phá rừng đã lập luận chống lại sự phát triển liên tục của các thị trấn và thành phố dọc theo sông Min, Pu và Jian, uốn lượn qua các hẻm núi dốc của khu vực. Thiệt hại nặng nề nhất dường như là ở thành phố Đô Giang Yển, nơi một sườn núi ngập trong mưa đã sụp đổ hôm thứ Tư, chôn vùi 21 ngôi nhà và khoảng 60 người. Tân Hoa xã, hãng thông tấn nhà nước, cho biết các nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ từ Thành Đô, thủ phủ của tỉnh, đang đến khu vực vừa mới hồi phục sau trận động đất năm 2008. Trận động đất khiến 87.000 người chết hoặc mất tích. Hôm thứ Ba, một cây cầu bắc qua sông Thông Khẩu đã bị sập, khiến 8 phương tiện rơi xuống nước. Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin, ít nhất 16 người vẫn mất tích và được cho là đã chết.
lũ lụt đã nhấn chìm Quất Sơn, quận lỵ cũ của Bắc Xuyên, từng là thành phố 20.000 dân đã bị trận động đất phá hủy. Các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, 7 mét nước đã làm ngập một viện bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân động đất mới mở gần đây. Những người sống sót từ lâu đã được chuyển đến một trung tâm thị trấn mới, và các quan chức dành khoảng 25,9 km2 làm đài tưởng niệm. Oriental Morning Post, một tờ báo có trụ sở tại Thượng Hải, kêu gọi chính phủ bảo vệ tốt hơn khu tưởng niệm, nơi chứa hải cốt của hàng trăm người mà thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy từ đống đổ nát. Nếu chúng ta không thực hiện các biện pháp hiệu quả, trong 10 hoặc 20 năm nữa, tàn tích có thể không còn nữa. Ở phía Bắc, tại tỉnh Sơn Tây, 12 công nhân đã thiệt mạng vào tối thứ ba khi một trận mưa bão dữ dội gây ra sự sụp đổ của một phân xưởng khai thác than dở dang mà họ đang xây dựng. People's Daily đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ chính quyền thành phố Kim Trung, nơi xảy ra vụ tai nạn. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 508.000 người ở các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Tư, theo trụ sở kiểm soát lũ lụt của tỉnh, những trận mưa lớn đã trút xuống hầu hết các khu vực của Tứ Xuyên kể từ tối thứ Hai, khiến 2 người mất tích. Mưa lớn đã phá hủy khoảng 300 ngôi nhà và dẫn đến mực nước dâng cao trên một số con sông lớn. Chính quyền địa phương đã di rời khoảng 36.800 người do khả năng xảy ra thảm họa địa chất do mưa. 3 cây cầu đã bị sập kể từ tối thứ Hai do lũ lụt do mưa ở các thành phố Giang Du và Đức Dương. Trụ sở chính cho biết, một trận lở đất khác và lũ lụt do mưa bão gây ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã khiến 18 người thiệt mạng và 12 người khác mất tích. Chính quyền địa phương cho biết hôm thứ Sáu, theo trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh, những cơn mưa xối xả đã trút xuống phần lớn lưu vực Tứ Xuyên kể từ sáng thứ Năm, làm gián đoạn giao thông đường bộ và khiến các con sông dâng cao. Tính đến 4 giờ chiều thứ Sáu, 18 người đã được xác nhận đã chết và 12 người khác vẫn mất tích ở các quận Thạch Miên và Thanh Xuyên. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt ở một số con sông lớn ở Tứ Xuyên, nơi mực nước đã vượt quá mức cảnh báo. Các làng Hồi Long, An Thuận, Vĩnh Hòa và Mỹ La, cũng như thị trấn Tân Miện, đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Hơn 4.700 cư dân đã được di rời khỏi các thảm họa thứ cấp có thể xảy ra. Kính thưa quý vị, chính quyền địa phương cho biết 16 người đã thiệt mạng trong một trận lở đất khác do mưa lớn gây ra ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc hôm thứ Ba. Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng tại thị trấn Mỗ Hồng, quận Phúc Nguyên, thành phố Khúc Kinh, nhấn chìm 3 ký túc xá của công nhân tại mỏ than Xin Xin, chôn vùi 16 người. Theo một tuyên bố từ văn phòng công cộng của quận, văn phòng cho biết những cơn mưa xối xả đã ập đến Mỗ Hồng kể từ tối thứ Hai, với lượng mưa tối đa đạt 109,5mm vào đầu ngày thứ Ba. 16 người được cho là đã chết tại hiện trường vụ lở đất, trong khi 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Mưa cũng gây ra lở đất ở quận Truyền Sơn, thành phố Sơn Ninh vào khoảng 11 giờ sáng, làm sập một ngôi nhà và một người bên trong thiệt mạng. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành để tiếp cận 5 người bị lũ cuốn trôi. Trung tâm khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, mưa lớn sẽ kéo dài trong vài ngày tới nhưng sẽ giảm vào thứ Hai. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc dự báo vào Chủ nhật rằng mưa lớn sẽ tấn công một số khu vực ở Tứ Xuyên từ Chủ nhật đến thứ Ba. Trung tâm và phía Tây của lưu vực Tứ Xuyên sẽ chứng kiến những trận mưa lớn từ 150 đến 250mm, trong khi một số nơi sẽ có lượng mưa lên tới 350mm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, hôm thứ Bảy chính quyền địa phương cho biết mưa đá và lũ lụt do mưa đã ảnh hưởng đến 293.000 người ở khu tự trị Nội Mông phía Bắc Trung Quốc trong tháng qua. Lũ lụt cũng đã buộc 341 người từ 44 quận và huyện phải di rời. Tổng cộng 97.500 hecta đất trồng trọt đã bị ảnh hưởng, 247 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng và 2.038 con gia súc bị chết, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 430 triệu nhân dân tệ, khoảng 70 triệu đô la. Chính quyền cũng cho biết thành phố Xích Phong là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và công tác cứu trợ đang được tiến hành. Đài quan sát thời tiết của nước này cho biết dự báo lượng mưa từ trung bình đến lớn tại các khu vực của Nội Mông, các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc từ thứ Bảy đến thứ Hai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo dự báo, một số nơi thuộc vùng Giang Nam, sông Hoài và sông Hoàng Hà ở Trung Quốc sẽ xảy ra mưa vừa và mưa lớn đến hết tháng này. Đến nay, Trung Quốc đã có 18 ngày liên tiếp duy trì mức cảnh báo phòng lũ cấp 2, tức mức nghiêm trọng trên sông Trường Giang và sông Hoài. Hiện nước ở các sông hồ Trung Quốc đã rút dần, song mực nước vẫn ở mức cao, một số nơi liên tục vượt mức báo động, thậm chí vượt mức an toàn. Lũ số 3 trên sông Trường Giang đang di chuyển xuống vùng Trung Hạ Lưu, cũng làm cho mực nước ở đây dâng cao.
Mực nước tại các trạm thủy lợi trên dòng chính ở khu vực trung hạ lưu sông Trường Giang như Thành Lăng Cơ, Liên Hoa Đường tiếp tục vượt mức an toàn. Đoạn sông từ Giám Lợi đến Đại Thông liên tục 23 ngày vượt mức báo động. Mực nước trên đoạn sông chính từ đập Vương Gia đến Hu Di trên trung lưu sông Hoài đã 13 ngày liên tiếp vượt mức báo động. Thái Hồ là 32 ngày. Theo ông Trương Gia Đoàn, quan chức Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, do hệ thống đê điều và hồ đập phải ngâm nước trong thời gian dài, nguy cơ sụt lún, vỡ đê là rất lớn, đặc biệt là tỉnh An Huy cùng lúc phải gánh chịu mưa lũ cả miền Nam và miền Bắc, nên tình hình phòng chống lũ ở nước này vẫn hết sức nghiêm trọng. Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định tiếp tục duy trì mức hưởng ứng khẩn cấp phòng lũ cấp 2, tức mức nghiêm trọng tại khu vực sông Trường Giang và sông Hoài trong ngày mai. Đây là ngày thứ 18 liên tiếp Trung Quốc phải giữ mức cảnh báo phòng lũ trên cả hai con sông Trường Giang và sông Hoài. Thưa quý vị, những tranh cãi xung quanh đập thủy điện lớn nhất thế giới chưa bao giờ biến mất trong hơn 2 thập kỷ sau khi nó chặn sông Trường Giang, dòng sông dài nhất châu Á vào tháng 11 năm 1997. Đặc biệt là vào mùa mưa lũ năm nay, khi mưa lớn và lũ lụt liên tiếp đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô, cho thấy sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Theo phân tích từ các chuyên gia, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Trường Giang rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn, vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Phan Sĩ Ao, kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc cho biết, dựa trên tính toán của mình, con đập chỉ giữ lại 9% nước lũ trên sông Dương Tử trong năm nay. Ông lập luận rằng con đập có thể tạm thời ngăn lũ ở thượng nguồn, nhưng có ít tác dụng với lũ lụt từ những cơn mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Ông cũng cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng nó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình, mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong tuần này, nếu thời tiết không cải thiện và các giải mưa không chuyển dịch sang nơi khác, thì lũ lụt dọc theo sông Dương Tử có thể khiến khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp bị đẩy đến điểm nguy kịch. Mục tiêu bao trùm của đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy nhiên, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào mùa hè này. Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập, cũng có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể chuyển hướng ưu tiên ra khỏi các dự án thủy điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phê duyệt 3 dự án trong năm nay để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân hoặc mở rộng năng lực sản xuất hiện có, nhưng không có đập mới hoặc thiết kế thủy điện trên các con sông lớn được công bố. Truyền thông Trung Quốc vừa đưa ra khẳng định rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra khi trận hồng thủy thứ 3 trên sông Trường Giang đã đi qua đập Tam Hiệp vào hôm thứ Tư vừa qua. Nhà điều hành đập Tam Hiệp cho biết kể từ ngày thứ Hai, con đập cao 185 mét đã giữ lại hơn 1/3 lượng nước lũ trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào lúc cao điểm trong ngày thứ Hai, dòng chảy do mưa lớn ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đổ và đập với tốc độ 60.000 mét khối mỗi giây và được xả ra ở mức 38.000 mét khối mỗi giây. Tân Hoa Xã cho biết không có trận lụt nghiêm trọng nào được báo cáo trên khắp các thành phố lớn, bao gồm Vũ Hán, phía đông đập và con đập đã giảm nhẹ mối đe dọa lũ lụt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã dự báo đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Nhà khí tượng học cao cấp Yang Yuwan nhận định, điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ tháng trước gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử có thể sớm kết thúc. Vào tuần trước, Tân Hoa Xã chính thức cho biết một phần kết cấu của đập Tam Hiệp bị vênh nhẹ do áp lực từ nước dâng. Tiết lộ của Tân Hoa Xã làm dấy lại những đồn đoán về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp và việc con đập có thể chịu đựng được áp lực trong bao lâu. Liên quan tới vấn đề này, theo tờ Asia Times, dẫn lời một giáo sư giấu tên tại trường quản trị của Đại học Bắc Kinh cho hay, thông thường hiếm khi Tân Hoa Xã thừa nhận đập Tam Hiệp bị biến dạng khi giữ nước lũ để bảo vệ các thành phố hạ lưu như Vũ Hán, nhưng thời điểm lần này là đáng chú ý. Liệu đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang thay đổi thái độ đối với đập và các dự án thủy điện lớn khác? Đồng thời, vị giáo sư này nói thêm rằng giới chức Trung Quốc hiện nay có thể ít say mê với các dự án siêu đập như đập Tam Hiệp.
do mưa lớn khiến nước sông Trà dâng cao từ hôm Chủ nhật, gây ngập lụt khắp các tuyến phố của thị trấn cổ gần 3.000 năm lịch sử thuộc thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy của Trung Quốc. Có những nơi nước ngập sâu tới 2 mét, buộc chính quyền phải sơ tán 14.000 dân. Theo Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trần, một người dân ở Trá Cao cho hay, nước dâng rất nhanh, đồ gia dụng, xe điện trong nhà chúng tôi không kịp di dời. Trá Cao là thị trấn cổ hơn 3.000 năm lịch sử, cách trung tâm thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy, khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Từ thứ Sáu tuần trước đến thứ Tư tuần này, lượng mưa rơi xuống Sào Hồ lên tới 236mm mỗi ngày, gây nên cảnh ngập lụt trăm năm mới có tại thành phố. Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh An Huy cảnh báo từ ngày thứ Hai tuần tới, tỉnh tiếp tục hứng chịu mưa lớn, nước sông Trường Giang và các con sông trong tỉnh tiếp tục dâng cao, đe dọa gây vỡ đê. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. Song các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Giới chức Trung Quốc đã chi gần 86 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại cho các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh, song thiệt hại có thể lên đến 12 tỷ đô la Mỹ. Mực nước tại 433 con sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm kể từ tháng trước, trong đó 33 sông đạt mức nước kỷ lục. Kính thưa quý vị và các bạn, trận động đất mạnh 5 độ Richter lúc 6 giờ theo giờ địa phương tại huyện Vĩnh Thiện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, có tâm chấn ở độ sâu 7.000 m, Tân Hoa Xã đưa tin. Người dân các huyện lân cận như Tuy Giang, Đại Quan, Trấn Hùng cũng như quận Chiêu Dương của thành phố Chiêu Thông cũng có thể cảm nhận sự ảnh hưởng của trận động đất. Theo báo cáo của giới chức địa phương, 3 người dân ở huyện Vĩnh Thiện đã bị thương. Người ta phát hiện nhiều vết nứt tại những ngôi nhà gạch. Các trại nuôi gia súc tại làng Jingping cũng bị ảnh hưởng. Báo cáo lúc 8 giờ của Cục Địa chấn tỉnh Vân Nam cho hay, trận động đất sáng nay đã kéo theo 22 cơn dư chấn tại khu vực. Chính quyền đã huy động lực lượng an ninh và cứu hộ tới khu vực chịu ảnh hưởng. Vừa qua, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại huyện Vĩnh Thiện đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và phá hủy hoàn toàn 80.000 căn nhà, những đôi mắt trẻ thơ giữa vùng động đất. Giới chức Trung Quốc xác nhận 398 người đã chết và hơn 1.800 người bị thương vì động đất ở khu vực Tây Nam đất nước, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Lực lượng cứu hộ giải cứu một bé trai khỏi đống đổ nát ở quận Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là khu vực gánh những thiệt hại nặng nề nhất của động đất, với gần 300 người tử nạn. Khoảng 1 triệu người dân Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi cơn địa chấn xảy ra lúc 16 giờ 30 phút chiều qua theo giờ Bắc Kinh, China Daily đưa tin. Một nạn nhân nhí khác được đưa tới bệnh viện ở Lỗ Điện. Lực lượng cứu hộ cho biết hơn 12.000 ngôi nhà bị phá hủy, 30.000 ngôi nhà hư hại vì động đất. Yang Hongshun, 9 tuổi, đang được chữa trị tại bệnh viện. Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc là tìm kiếm người còn sống sót và chữa trị những người bị thương. Một nạn nhân nhí khác được gia đình chăm sóc. Nhiều đứa trẻ là người duy nhất trong gia đình sống sót sau thảm họa kinh hoàng. Đôi mắt đỏ hoe của một bé trai tại bệnh viện Lỗ Điện. Đây là trận động đất mạnh nhất trong khu vực suốt 18 năm qua. Một binh sĩ đưa một em bé bị thương tới bệnh viện. Đường giao thông ở nhiều khu vực bị phá hủy, khiến các phương tiện cơ giới khó tiếp cận những vùng chịu ảnh hưởng. Những người thoát chết ở thị xã Long Tuyền, huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam. Hàng chục ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì thảm họa. Nhiều thi thể nằm dưới những đống đổ nát sau trận động đất tại Trung Quốc, nhưng ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là tìm và giải thoát những người còn sống. Tân Hoa Xã dẫn lời Ma Hao, một sinh viên tình nguyện tham gia cứu hộ nạn nhân động đất ở thị trấn Long Tông San, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cho biết nhiều thi thể nằm dưới đống đổ nát, nhưng ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là những người sống sót. Thành thật mà nói, chúng tôi cảm thấy rất day dứt vì chẳng có thời gian để ý những người chết. Chúng tôi cần cứu những người còn sống. Chàng sinh viên giúp đỡ 40 người thoát khỏi một ngôi nhà sập tâm sự. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng yêu cầu dồn toàn lực tìm kiếm, giải cứu những người mắc kẹt, cứu chữa những người bị thương để giảm thiểu thiệt hại của thảm họa. Zhou Mingzheng, một người dân ở thôn Long Khoan, phải cõng đứa cháu trai tới bệnh viện đêm qua, vài giờ sau khi động đất xảy ra. Zhou cho biết cha, mẹ, đứa trẻ đã chết trong trận động đất lúc chiều. Đứa bé đang trong tình trạng hôn mê do nhà của họ sập. Một người dân ở huyện Lỗ Điện, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất, cho biết: "Tôi cảm thấy choáng váng khi căn nhà 5 tầng của tôi rung lắc, những đồ vật rơi xuống từ trên kệ.
Những người khác cho biết họ cảm thấy tròng trành khi phóng xe trên đường lúc động đất xảy ra. Đường phố như bạn chiến trường, thật khủng khiếp. Mọi thứ tệ hơn nhiều so với trận động đất cách đây 2 năm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy động đất mạnh như thế. Tất cả mọi thứ tôi thấy chỉ là tàn tích và những đống đổ nát. Căn nhà 2 tầng cạnh nhà tôi cũng sập vì địa chấn. Malia, một người dân khác kể, Chen Guyong, quan chức đứng đầu thị trấn Long Kong San nói, trận động đất khiến nhiều ngôi nhà, đặc biệt là những công trình cũ và nhà ở của người dân sập và nứt. Nó gây ra quá nhiều thiệt hại và chúng tôi đang tổng hợp dữ liệu về số trường hợp thương vong. Các hoạt động cứu hộ đang diễn ra nhằm tìm những người mắc kẹt. Trong khi đó, bệnh viện ở huyện Lộ Điện quá tải vì nhiều người bị thương tới đây. Thiếu giường bệnh, nạn nhân phải nằm ở cả hành lang bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ và y tá nỗ lực hết sức để cứu chữa họ. Chen Li Hong là một người bị thương vì động đất ở thị trấn Long Tong San. Tiếng hét của cô náo động cả bệnh viện khi một y tá giúp cô lật cơ thể. Ngôi nhà hàng xóm sập đè trúng Chen khiến phần eo của cô nát. Mẹ chồng là người chăm sóc cô trong bệnh viện. Bà kể những ngôi nhà đổ sập cùng lúc thật đáng sợ. Tang Song Wan, một người nhà bệnh nhân khác cho biết, tôi đang thu ớt trong nhà khi động đất xảy ra. Tôi chạy kịp ra ngoài. Hai người hàng xóm của tôi không may mắn như vậy. Họ bị chôn vùi vì căn nhà sập. Những hình ảnh và thông tin về trận động đất kinh hoàng tràn ngập trên trang mạng xã hội Sina của Trung Quốc. Người ta nhìn thấy nhân viên cứu hộ giải cứu những người mắc kẹt trong nhà sập. Nhiều người bị thương nằm trên cáng để tới bệnh viện. Trong khi truyền thông Trung Quốc khẳng định rằng đập Tam Hiệp đã góp phần giảm thiểu sức mạnh của dòng nước lũ, thì có nhiều ý kiến lại cho rằng con đập này khiến cho tình hình lũ lụt thêm tồi tệ. Thậm chí nhiều người còn nói rằng đập Tam Hiệp biến dạng hoặc là có nguy cơ bị vỡ. Mới đây thì trên tờ Hoàn Cầu Thời báo đã dẫn cuộc phỏng vấn với đại diện của Tập đoàn Quốc doanh Tam Hiệp, đơn vị chủ quản của đập Tam Hiệp lên tiếng về những đồn đoán và thắc mắc xung quanh con đập gây tranh cãi này. Đại diện tập đoàn Tam Hiệp khẳng định rằng trong trận mưa lũ năm nay, nếu không có đập Tam Hiệp, mực nước tại các khu vực thành Lãng Kỳ và Hồ Khẩu, cống thoát nước của Hồ Bà Dương sẽ vượt qua ngưỡng an toàn. Trạm thủy văn Hàn Khẩu tại Vũ Hán cũng sẽ ghi nhận mực nước cao hơn. Trong trường hợp này, khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ phải đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng nhiều hơn. Trả lời về việc có một số ý kiến cho rằng việc đập Tam Hiệp xả lũ ồ ạt đã khiến tình trạng lũ lụt trên vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử thêm trầm trọng. Đơn vị này cho biết xả lũ là một biện pháp giúp hồ chứa nước kiểm soát lượng nước chảy ra thông qua các phương tiện xả lũ. Thông thường, hồ chứa nước sẽ xả bớt nước ra ngoài thông qua các tổ máy bơm. Khi khối lượng nước vượt quá khả năng của các tổ máy này thì hồ chứa mới áp dụng các kênh xả lũ. Tuy nhiên, xả lũ không có nghĩa là hồ chứa nước không có chức năng phòng chống lũ. Ví dụ, vừa qua hồ chứa của đập Tam Hiệp đã đón dòng nước có lưu lượng là 53.000 mét khối trên giây và lượng nước chảy ra khi xả lũ là 35.000 mét khối trên giây. Như vậy, đập Tam Hiệp đã giúp giảm thiểu áp lực của dòng nước cho các vùng ở khu vực Trung và Hạ Lưu Sông, trong đó bao gồm Hồ Bà Dương. Nhiệm vụ phòng chống lũ của dự án Tam Hiệp chủ yếu dựa vào khu vực Tĩnh Giang, thành Lăng Kỳ và cống xả lũ của Hồ Động Đình. Với dung tích hồ chứa nước lũ là 22 tỷ mét khối, hệ thống này được thiết kế để ngăn lũ lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp, góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn tình trạng này vượt khỏi tầm kiểm soát. Đại diện tập đoàn Tam Hiệp khẳng định nếu lũ lụt xảy ra do mưa lớn ở vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, các thành phố phụ cận sẽ phải chủ yếu dựa vào các công trình cầu, cống thoát lũ của chính họ. Tuy nhiên, trong tình huống này, đập Tam Hiệp vẫn có thể đóng góp bằng cách trữ lại và ngăn bớt dòng nước lũ để giảm bớt áp lực cho các tỉnh thành lân cận. Liên quan đến một số tin đồn rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng hoặc thậm chí là có nguy cơ bị vỡ, đại diện tập đoàn này cho hay, đập Tam Hiệp đang được vận hành một cách an toàn và tình trạng của nó vẫn tốt. Trong vài năm qua, không hề có chuyện đập Tam Hiệp bị biến dạng. Vấn đề thấm nước, lực thấm, áp lực nước, các trận động đất, các yếu tố về thủy lực và động lực học. Ngoài các công nghệ và thiết bị giám sát tiên tiến, các nhân viên kỹ thuật cũng đích thân tiến hành kiểm tra tình trạng của con đập.
các công trình và nền móng của đập Tam Hiệp đều bình thường, an toàn và chắc chắn. Ngoài ra, đơn vị này cũng nhấn mạnh, ngoài chức năng kiểm soát lũ, sản xuất điện năng và điều hướng nước, một nhiệm vụ quan trọng khác của hồ chứa nước đập Tam Hiệp là trở thành nơi dự trữ chiến lược của các nguồn tài nguyên nước ngọt. Dự án đập Tam Hiệp có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phục hồi môi trường sinh thái trên sông Dương Tử. Cụ thể, dự án đập Tam Hiệp có thể bổ sung nước cho vùng hạ lưu sông. Kể từ năm 2003, hồ chứa của đập Tam Hiệp đã bổ sung khoảng 29 tỷ mét khối nước cho vùng hạ lưu sông Dương Tử. Dự án này cũng cung cấp điều kiện tốt nhất để các loài cá và động vật hoang dã sinh sống và sinh sản bằng cách điều chỉnh và kiểm soát lượng nước được xả ra. Dự án Tam Hiệp cũng có thể tiến hành kiểm soát khẩn cấp khi xảy ra những sự cố ảnh hưởng tới chất lượng nước và khủng hoảng hàng hải xảy ra. Ví dụ, vào tháng 2 năm 2014, hồ chứa của đập Tam Hiệp đã mở thêm cửa xả để tăng lượng nước chảy xuống vùng hạ lưu sông, hạn chế tác động của tình trạng xâm nhập mặn tại cửa sông Dương Tử ở Thượng Hải. Theo dự báo mới nhất của cơ quan chức năng Trung Quốc, thì tình trạng mưa xối xả dự kiến sẽ kết thúc vào giữa tuần này. Giải phóng đập Tam Hiệp khỏi sức ép do lũ lụt trên sông Dương Tử gây ra trong những ngày qua, tạp chí Forbes dẫn lời Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4, những trận mưa lớn hơn sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên các con sông nối với đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, dự báo trận mưa nặng hạt nhất hoặc mưa xối xả sẽ kết thúc vào giữa tuần. Trận lũ tồi tệ trên sông Dương Tử hồi đầu tháng này được chính phủ Trung Quốc gọi là trăm năm có một, khiến đập Tam Hiệp trở thành tâm điểm chú ý. Các thành phố ở miền Trung Trung Quốc dọc sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, đã bị ngập lụt trong tuần qua do mưa lớn. Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998, làm hơn 400 nhánh sông Dương Tử tràn bờ, gần 200 người chết và thiệt hại ước tính khoảng 86,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 12 tỷ đô la Mỹ. Tuần trước, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả sau khi mực nước phía sau dâng cao hơn 15 mét so với cảnh báo lũ. Đến cuối ngày Chủ nhật, trong lúc đón đợt lũ thứ 2 trên sông Dương Tử tràn về, đập Tam Hiệp đã mở tổng cộng 7 cửa xả. Một đỉnh lũ khác dự kiến đổ lên đập Tam Hiệp vào ngày thứ 3. Ngày Chủ nhật, binh sĩ và công nhân nước này đã được huy động để vá vết nứt dài hơn 180 mét trên đê Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Vào hôm thứ Hai vừa qua, Ủy ban Sông Hoài Hà thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã tuyên bố mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở lưu vực con sông này lên cấp 1, mức cao nhất trong hệ thống ứng phó gồm 4 cấp. Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ủy ban trên cho biết vào lúc 6 giờ 36 phút sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương, mực nước sông Hoài Hà đo được tại trạm thủy văn Gia Bá đã tăng lên 29,66 m, vượt mức an toàn vốn chỉ là 29,3 m. Với chiều dài là 1.000 km, sông Hoài Hà lớn thứ 3 ở Trung Quốc sau sông Dương Tử và sông Hoàng Hà và chạy theo hướng từ Tây sang Đông. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cảnh báo sông Hoài Hà đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt ngày càng gia tăng khi mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống khu vực này trong 3 ngày tới. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NSC Trung Quốc dự báo kể từ ngày thứ Hai, mưa lớn tại vùng Trung và lưu sông Dương Tử sẽ giảm dần, sau đó chấm dứt hiện tượng này. Trái lại, miền Bắc Trung Quốc bắt đầu bước vào mùa lũ, mưa lớn sẽ gia tăng ở vùng Đông Bắc, Hoa Bắc và lượng mưa đo được ở một số khu vực tại hai vùng này vào khoảng 30-60mm, cá biệt một số nơi có thể lên đến 80mm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng dự báo từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5, vành đai mưa chính ảnh hưởng đến Trung Quốc sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc và hoàn lưu mưa chính sẽ tập trung từ phía Đông, khu vực Tây Nam đến vùng Hoàng Hoài, vùng hạ lưu sông Hoàng Hà và vùng phía Bắc sông Hoài và Giang Hoài, khu vực tỉnh Giang Tô và một phần tỉnh An Huy. Trong 10 ngày tới, vành đai mưa chính ảnh hưởng đến Trung Quốc nằm ở phía Đông khu vực Tây Nam, phía Đông Nam khu vực Tây Bắc, Hoa Bắc, Đông Bắc và Hoàng Hoài. Theo Ban Quản lý ứng phó khẩn cấp, đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão hạn hán quốc gia đã đến tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang để kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt hạn hán ở khu vực Đông Bắc.
đoàn kiểm tra đã kiểm tra các đê, kè và hồ chứa quan trọng ở các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang, cũng như việc chuẩn bị lực lượng vật tư chống lũ và cứu trợ thiên tai. Ủy ban Bảo tồn nguồn nước sông Hoàng Hà vừa đưa ra mức cảnh báo xanh dương tại thượng du sông Hoàng Hà do mưa lớn khiến mực nước tại các con sông và hồ chứa dâng cao. Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai tại Trung Quốc sau sông Trường Giang. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lũ, dòng chảy của sông Hoàng Hà tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu của trạm Thủy văn Lan Châu, lưu lượng nước tại khúc sông chảy qua trạm đã đạt tới 3.000 mét khối trên giây vào ngày hôm qua. Ủy ban này cũng đã ra cảnh báo màu xanh về lũ đối với khu vực thượng du sông Hoàng Hà, đồng thời khởi động cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt hạn hán cấp độ 4 đối với khu vực thượng du sông. Theo dự báo, trong những ngày tới, mưa lớn sẽ khiến mực nước trên sông Hoàng Hà tiếp tục dâng cao, trong đó mực nước tại hồ chứa như Long Dương Hiệp, Lưu Gia Hiệp sẽ gần chạm tới mức giới hạn lũ. Khu vực Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ và Nội Mông cũng có thể chịu ảnh hưởng từ hiện tượng này. Ủy ban Bảo tồn nguồn nước sông Hoàng Hà đã thông báo đến các tỉnh này để tập trung theo dõi các diễn biến cụ thể trong thời gian tới, tăng cường giám sát và làm tốt công tác phòng chống lũ. Trung Quốc đang phải gồng mình đối phó với trận lũ lịch sử, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hàng trăm triệu người sống ở tỉnh thành phía nam của nước này. Và theo cảnh báo đến từ các chuyên gia, thì giai đoạn nguy hiểm nhất của đợt lũ này ở Trung Quốc có thể diễn ra vào cuối tháng này và đầu tháng tới. Mực nước của 433 con sông đã đạt đến ngưỡng nguy hiểm kể từ đầu tháng trước. Trong số này có 33 con sông đã đạt mức nước cao kỷ lục. Tính đến giữa tháng này, gần 38 triệu người dân ở 27 tỉnh thành của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, 141 người thiệt mạng hoặc mất tích. Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu những trận lũ lụt nghiêm trọng trong suốt chiều dài lịch sử. Trong số 10 trận lũ lụt lớn nhất trên thế giới suốt 100 năm qua, có 7 trận ở Trung Quốc, bao gồm 5 trận lũ xảy ra ở sông Dương Tử vào các năm 1911, 1931, 1935, 1954, 1998 và 2 trận lũ lớn trên sông Hoàng Hà vào năm 1887 và 1938. Đợt lũ lụt mới nhất này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng chưa từng có. Chỉ trong vòng một tuần qua, 4 thành phố bao gồm Kinh Châu, Hàm Ninh ở tỉnh Hồ Bắc, Nam Xương và Thượng Hải ở tỉnh Giang Tây phải ban bố mức cảnh báo cao nhất tại tỉnh Giang Tây. 5,5 triệu người đã bị ảnh hưởng, gần 500.000 người phải sơ tán kể từ ngày thứ hai tuần trước. Các chuyên gia cho rằng giai đoạn nguy hiểm nhất có thể sắp diễn ra. Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy lũ lụt nghiêm trọng nhất thường xảy ra vào cuối tháng này đến giữa tháng tới. Trận lụt mới gần như đạt đến quy mô của trận lụt lịch sử ở khu vực Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử vào năm 1998. Mực nước ở Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, tăng 22,6m vào ngày thứ hai, mực nước cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Trong khi đó, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 164,18m, mức cao kỷ lục trong suốt mùa lũ kể từ lúc con đập này được xây dựng. Cơ quan Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc cho biết hơn 500 di tích, trong đó có nhiều cây cầu cổ, tường thành và các tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành đã bị hư hại nghiêm trọng. Thưa quý vị, trước nhiều diễn biến mưa lũ đáng lo ngại và kéo dài, thì các nhà phân tích cho rằng cùng với việc tăng cường hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai, thì Trung Quốc đã phải đẩy nhanh kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng của lũ lụt. Kế hoạch này cũng cần phải kết hợp với các hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống sơ tán hiệu quả khi thảm họa xảy ra. Trung Quốc cần ứng phó như thế nào? Trước nhiều diễn biến mưa lũ đáng lo ngại và kéo dài, các nhà phân tích cho rằng cùng với việc tăng cường hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai, Trung Quốc phải đẩy nhanh kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững để giảm thiểu ảnh hưởng của lũ lụt. Kế hoạch này cũng cần phải kết hợp với các hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống sơ tán hiệu quả khi thảm họa xảy ra. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đầu tư nhiều vào các công trình quan trọng để theo dõi những diễn biến tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, mức độ dễ tổn thương của các khu vực này và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Việc sử dụng lượng lớn dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong dự báo thời tiết, theo dõi và cảnh báo lũ lụt đã giúp giới chức Trung Quốc cảnh báo cho chính quyền địa phương về nguy cơ lũ lụt sớm hơn. Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc thực hiện chương trình thành phố bọt biển và quản lý thảm họa lũ lụt. Chương trình thành phố bọt biển của Trung Quốc hiện nay có sự tham gia của 30 thành phố, trong đó có Thượng Hải, Vũ Hán và Hạ Môn.
Những thành phố này sử dụng các vật liệu thấm nước, thảm thực vật thiên nhiên, không gian rộng để lưu trữ và thoát nước mưa. Ước tính đến cuối năm nay, các thành phố nằm trong chương trình có thể hấp thụ ít nhất 70% lượng nước mưa. Chúng đóng vai trò là trụ cột chính trong quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, một vấn đề lớn mà Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới phải đối mặt là làm thế nào để xác định cường độ và thời gian tình trạng lũ lụt cực đoan có thể xảy ra do biến đổi khí hậu. Việc thiếu kiến thức về cách tính cường độ chính xác của các trận lũ lụt có thể dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp mà nhiều thành phố ở Trung Quốc là ví dụ điển hình. Theo các chuyên gia, để đến lúc các thành phố lớn của Trung Quốc và trên toàn thế giới bắt đầu thực hiện kế hoạch bảo vệ người dân khỏi những đợt lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra trong những thập kỷ tới bằng cách củng cố cơ sở hạ tầng kết hợp với mô hình tăng trưởng xanh. Miền Đông Trung Quốc kết thúc giai đoạn ứng phó khẩn cấp với lũ. Bàn về phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc dưới góc nhìn biến đổi khí hậu. Trong những diễn biến mới nhất, lũ đã bắt đầu xuống ở lưu vực sông Trường Giang, Trung Quốc. Hôm qua, một địa phương ở hạ nguồn con sông đã kết thúc giai đoạn ứng phó khẩn cấp với lũ. Chính quyền tỉnh An Huy nằm ở phía đông Trung Quốc vừa cho biết đã chấm dứt các công tác ứng phó khẩn cấp với lũ lụt kể từ hôm thứ Tư. Quyết định được đưa ra sau khi mực nước của tất cả các con sông chính, các nhánh của chúng và các hồ trên toàn tỉnh đã xuống dưới mức cảnh báo. Chính quyền yêu cầu các sở ngành trong tỉnh tập trung công tác khắc phục hậu quả sau lũ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chế độ nước, tăng cường các biện pháp dự báo, cảnh báo, ứng cứu khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn cho người và tài sản. Thời gian ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở An Huy kéo dài trong 85 ngày. Tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp lũ lụt bắt đầu từ cấp 4, mức thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Sau đó, mức ứng phó đã được nâng lên mức cao nhất, đó là mức 1. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm 2022 lại tiếp tục bổ sung vào danh sách những mùa mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Và có một thực tế là trên hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng, nạn lụt này thường chỉ được coi như một thảm họa thiên nhiên đơn lẻ. Và sẽ thế nào nếu đây chỉ là một mảnh ghép của một thảm họa lớn hơn? Lũ đã bắt đầu rút, nhiệm vụ tiếp theo chính là khắc phục và phòng chống lũ. Ở phần nội dung sau đây, chúng ta hãy thử xem xét những nhiệm vụ đó dưới một góc nhìn rộng hơn, không chỉ riêng là một thiên tai mà là vấn đề biến đổi khí hậu. Sách xanh về biến đổi khí hậu năm 2023 của Trung Quốc được xuất bản vào cuối tháng 8 năm 2020, chỉ ra rằng Trung Quốc dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Với nhiệt độ tăng nhanh hơn mức bình thường toàn cầu, Trung Quốc đang chứng kiến số lượng các sự kiện mưa cực đoan ngày càng tăng. Hè năm nay, mưa lớn dẫn đến cảnh báo lũ lụt trong 41 ngày liên tiếp xung quanh con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà. Lượng mưa gấp 5-6 lần bình thường, trong khi mực nước các con sông ở mức cao nhất kể từ năm 1961. Các chuyên gia cũng đồng ý rằng một thế giới ấm hơn sẽ dẫn đến sự gia tăng các sự kiện như vậy ở một số khu vực. Với các trận bão mạnh hơn và lượng mưa có sức hủy diệt lớn hơn, mùa hè hủy diệt và không thể dự báo đang trở thành một điều bình thường mới và chúng ta sẽ phải tìm những biện pháp thích ứng cho phù hợp. Đầu tư vào hệ thống chắn lũ và hồ chứa từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch phòng chống lũ lụt ở cả Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng những hạ tầng này đắt tiền và chỉ nhằm mục đích chuyển nước lũ đi nơi khác thay vì xem xét cách toàn bộ hệ sinh thái hấp thụ nước. Ngoài ra, các dự án này thường chỉ nhằm mục đích ngăn lũ, chứ không đóng góp vào các kế hoạch dài hạn nhằm ngăn chặn xói mòn hoặc phục hồi hệ sinh thái. Nhiều học giả đang kêu gọi chấm dứt các phương pháp tiếp cận thuần túy kỹ thuật và ủng hộ các phương pháp tiếp cận toàn diện hơn. Đường Thu Hồng, một nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Địa lý và Tài nguyên Thiên nhiên của Học viện Khoa học Trung Quốc, chia sẻ với China Dianok, với việc biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ và tần suất lũ lụt thì khả năng xảy ra những cơn lũ lớn bất thường sẽ ngày càng nhiều. Việc thiết kế cơ sở hạ tầng, quản lý nước hiếm khi tính đến biến đổi khí hậu, có nghĩa là bản thân nó phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại do lũ lụt. Khi đó, những hồ chứa cũ được bảo dưỡng kém trở thành những mối quan tâm đặc biệt. Ông khuyến nghị Trung Quốc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và đặc biệt là các biện pháp phi kỹ thuật chẳng hạn như một hệ thống giám sát cho cảnh báo lũ lụt tốt hơn và bảo hiểm lũ lụt. Một cách tiếp cận khác để tìm kiếm cách giải quyết lũ lụt tự nhiên, rừng nhiệt đới,
đất ngập nước đô thị và đường bờ biển tự nhiên như là đầm lầy, rừng ngập mặn, rạn san hô đều là những cách tuyệt vời để ngăn ngừa mất đất và hấp thụ tác động của nước dâng gió bão. Ngoài việc bảo vệ cộng đồng, chúng cũng mang lại lợi ích cho hệ sinh thái và cuối cùng là giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách thu giữ carbon, sử dụng tài nguyên địa phương và địa hình để bảo vệ các hệ sinh thái đô thị hiện có như là đất ngập nước và rừng ngập mặn sẽ tạo ra các rào cản lũ lụt tự nhiên. Và không giống như những cách tiếp cận dựa trên kỹ thuật chỉ nhằm mục đích ngăn lũ lụt, cơ sở hạ tầng xanh như thảm thực vật đô thị, rừng cây xanh, mái nhà xanh và đường thấm sẽ vừa bảo vệ cư dân khỏi lũ lụt, vừa mang lại một môi trường dễ chịu hơn, làm cho các thành phố trở nên sống động hơn và hạnh phúc hơn. Ngoài các biện pháp kỹ thuật được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp, các biện pháp phi kỹ thuật được thực hiện khi nước lũ rút cũng nên được áp dụng. Đối mặt với một tương lai có nguy cơ lũ lụt lớn hơn, làm thế nào để cơ sở hạ tầng và hành vi của chúng ta có thể thay đổi để giúp chúng ta chống chịu tốt hơn với các rủi ro khí hậu? Chính sách bồi thường thiệt hại, nhiều quốc gia hiện có một số hình thức có thể coi như bảo hiểm khí hậu. Năm 1968, Hoa Kỳ khởi động chương trình bảo hiểm lũ lụt quốc gia nhằm đánh giá rủi ro lũ lụt và cung cấp bảo hiểm cho các tài sản ở những vùng đặc biệt dễ bị lũ lụt. Ở Anh, ngành bảo hiểm lũ lụt đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với rủi ro lũ lụt và sau đó cung cấp bảo hiểm cho tài sản và cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt trên các vùng ngập lụt. Giáo sư Đường Thu Hồng từ Học viện Khoa học Trung Quốc đã đến thăm Vương quốc Anh để nghiên cứu các dự án bảo hiểm khí hậu. Trong email gửi tới China Dianop, ông giải thích mối liên hệ chặt chẽ giữa những điều này với khoa học khí hậu. Các nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã nhận thấy số lượng bất động sản ở Anh và xứ Wales trước nguy cơ lũ lụt đã tăng 20% từ năm 2008 đến năm 2023. Việc bỏ qua yếu tố biến đổi khí hậu khi lập kế hoạch có thể dẫn đến việc hình thành những bất động sản không được bảo hiểm. Chính phủ đã chấp nhận những phát hiện đó và tác động của biến đổi khí hậu đã được tính đến trong chương trình bảo hiểm 4D giúp bảo hiểm cho 5 triệu tài sản Vương quốc Anh. Dù cho chính phủ hay do doanh nghiệp lãnh đạo, việc quản lý rủi ro thiên tai cần sự hợp tác giữa các ban, bộ và liên ngành bên cạnh các công việc cơ bản như thu thập dữ liệu. Giáo sư Đường viết, ngành bảo hiểm lũ lụt cần phải đánh giá chính xác mức độ và khả năng xảy ra tổn thất. Như vậy có nghĩa là có một lượng lớn dữ liệu về lũ lụt có thể được sử dụng trong nghiên cứu biến đổi khí hậu để đánh giá tác động kinh tế xã hội và cũng để hỗ trợ các nỗ lực phòng chống lũ lụt. Các mô hình rủi ro lũ lụt cũng rất quan trọng. Nếu biến đổi khí hậu làm thay đổi những rủi ro đó, ngành bảo hiểm sẽ rất cần thông tin từ những nghiên cứu về khí hậu. Ở Trung Quốc, bồi thường của chính phủ thường ở dưới dạng hỗ trợ sau sự kiện. Vào tháng trước, giáo sư Đường Thu Hồng đã kêu gọi Trung Quốc thiết lập chương trình bảo hiểm lũ lụt hoặc khí hậu của riêng mình để đối phó với rủi ro khí hậu gia tăng. Kính thưa quý vị khán giả, báo chí Trung Quốc đưa tin một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã gây rung lắc mạnh tại tỉnh Vân Nam,
Tây Nam Trung Quốc vào sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 14 người đã bị thương và 51 ngôi nhà bị hư hại do động đất. Theo Xinhua, trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra vào lúc 10 giờ 31 phút sáng ngày thứ Bảy theo giờ địa phương tại huyện Mojanghani, tỉnh Vân Nam. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 15 km, cơ quan địa chất tỉnh cho hay sự rung lắc có thể được cảm nhận tại 15 thị trấn thuộc huyện Mojang cũng như tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Cơn địa chấn đã gây rung lắc mạnh, khiến nhà cửa lắc lư và người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Cư dân sống tại các tòa nhà cao tầng tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cách Mojang khoảng 270 km cũng cảm nhận được sự rung lắc. Xinhua dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho hay động đất đã khiến 4 người bị thương nhẹ và làm hư hại 21 ngôi nhà tính tới chiều nay. Giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện diễn ra bình thường tại hầu hết các khu vực của Chongguan, thị trấn nằm gần tâm chấn nhất. Các nhân viên cứu hộ tại Chongguan cho hay con số thương vong được dự báo sẽ không cao vì hầu hết người dân đi làm ngoài đồng vào thời điểm động đất xảy ra. Hơn 100 người từ cơ quan nguồn nước và đất đai địa phương, cảnh sát, cơ quan dân sự đã được điều động tới hiện trường để đánh giá tình hình và tiến hành các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ. Đây là lần thứ 3 khu vực Tây Nam Trung Quốc hứng chịu các trận động đất một tháng qua. Trước đó, 27 người đã bị thương khi một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại huyện Thông Hai, phía bắc thành phố Ngọc Khê, Vân Nam. Chỉ một ngày trước đó, một trận động đất nhẹ hơn cũng xảy ra tại cùng khu vực. Trước cơn lũ số 2 trên sông Trường Giang đang cuồn cuộn đổ về, chính quyền tỉnh An Huy, Trung Quốc đã quyết định phá đê nhằm hạ mực nước đang tăng nhanh trong suốt thời gian qua. Trong thời gian này, các đập trên sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai của nước này, vẫn tiếp tục xả lũ, đặc biệt đập nước Tiểu Lạng Đề. Con đập lớn thứ hai của nước này sau đập Tam Hiệp đã bước sang ngày xả lũ thứ 19. Trung Quốc dùng thuốc nổ phá đê xả lũ. Hiện nay, tình trạng mưa lũ tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Mưa tiếp tục tàn phá nhiều khu vực của quốc gia Đông Á này, gây lũ lụt và lở đất, khiến hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiệt hại ước tính lên đến 12 tỷ đô la Mỹ, trong đó các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại tỉnh An Huy, để đối phó với tình trạng nước lũ dâng cao tại sông Trừ, nhánh cấp 1 của sông Trường Giang, giới chức tỉnh này đã cho nổ hai đoạn đê sông Trừ thuộc huyện Toàn Tiêu, tỉnh An Huy bằng thuốc nổ để mở đường cho nước từ con sông đổ vào hai khu chứa nước lũ bên trong. Sự việc diễn ra vào lúc 3 giờ sáng hôm Chủ nhật. Đây là vụ phá đê thứ hai ven sông Trừ trong 2 ngày liên tiếp sau khi một đoạn đê khác bị cho nổ hôm thứ Bảy để dẫn nước vào một khu thoát nước lũ khác. Sau nhiều ngày mưa lớn, mực nước trên sông Trừ đã tăng lên nhanh chóng trong vòng 24 giờ. Từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Bảy, nước sông đã dâng cao hơn 3 mét. Với việc phá đê sông Trừ, hiện mực nước tại đây được cho là đã giảm 70cm. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh An Huy đã nâng cấp ứng phó lũ lên cấp 1, cấp cao nhất. Hiện tại mực nước trên sông chính của sông Dương Tử đoạn chảy qua tỉnh An Huy đã vượt mức cảnh báo, kéo theo mực nước sông Trừ cũng dâng mạnh. Theo dự báo, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Ba sẽ có hai trận mưa lớn trút xuống tỉnh An Huy. Công tác phòng chống lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ được tăng cường. Cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh An Huy đã yêu cầu chính quyền các địa phương phải giám sát chặt chẽ diễn biến của mưa và lũ lụt, làm hết sức mình để đảm bảo sinh mạng và tài sản cho người dân. Theo Cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh An Huy, chính quyền các cấp cần thực hiện nâng cao trách nhiệm trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt phải tăng cường kiểm tra, bảo vệ những tuyến đê quan trọng trên sông Dương Tử, theo dõi sự thay đổi mực nước trên sông Hoài và sông Trừ. Ngoài sông Trừ, nước ở hàng chục sông, hồ thuộc miền Nam và miền Trung Trung Quốc, gồm cả sông Dương Tử, đều đang ở mức báo động do mưa to không ngớt hơn một tháng qua. Lũ sông Hoài dâng nhanh, vượt mức báo động. Sông Hoài dài 1.000 km là con sông dài thứ tư của Trung Quốc, có cơn lũ đầu tiên của năm vào tối ngày thứ Sáu. Sông chảy qua những trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc như Hà Nam, An Huy, Giang Tô. Đây cũng là một trong những tuyến đường thủy quan trọng hàng đầu của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, cảnh báo lũ lụt trên sông Hoài đã được Ủy ban sông Hoài thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc nâng từ cấp 3 lên cấp 2 sau những trận mưa kỷ lục liên tiếp. 10 hồ chứa trên sông Hoài đã chứng kiến mực nước vượt quá cảnh báo lũ lên tới 6,85 m, theo Ủy ban sông Hoài. Lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra cùng lúc trên sông Dương Tử, sông Hoài Hà và Thái Hồ, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo.
sông Hoài chảy qua các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. Con sông chảy qua các thành phố lớn, trung tâm sản xuất nông nghiệp hay chế tạo như Phụ Dương, Hoài Nam, An Huy và Tiến Dương, Hà Nam. Do tình hình mưa lũ, nhiều đập ở phía đông tỉnh An Huy phải tăng lượng xả sau khi tỉnh này liên tiếp hứng chịu mưa lớn. Giới chức cho biết, hôm đầu tuần này, mực nước ở một số sông hồ ở tỉnh An Huy đã vượt mức báo động, bao gồm các trạm ở sông Hoài. Theo chính quyền tỉnh An Huy, mực nước dòng chính của sông Trường Giang và trạm Vương Gia Bá ở hồ Hoài Hà, tỉnh An Huy đều vượt mức cảnh báo. Chưa hết, một đợt mưa lớn nữa đang được dự báo vào ngày thứ ba tới. Đập nước lớn thứ hai Trung Quốc xả lũ 19 ngày đêm. Từ đầu tháng, đập nước Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà đã tiến hành xả lũ sau khi hứng chịu nhiều ngày mưa lớn. Do mưa lớn kéo dài suốt thời gian qua ở Trung Quốc khiến đập Tiểu Long Để phải xả lũ với lưu lượng 4.800 mét khối. Hiện đập đã tiến hành xả lũ 19 ngày liên tiếp. Đập Tiểu Lãng Để được xây dựng vào năm 1994 và khánh thành vào năm 2000 với kinh phí ước tính 3,5 tỷ đô la Mỹ. Nó có công suất lắp đặt 1.836 MW và sản lượng điện hàng năm lên tới 5,1 kWh với 6 tổ máy, cao hơn 154 m và rộng 1.317 m. Đập Tiểu Lãng Để có nhiệm vụ kiểm soát dòng nước của sông Hoàng Hà, đây là con sông thứ hai của Trung Quốc sau Trường Giang. Hồ chứa của đập Tiểu Lãng Để đã được lệnh xả lũ liên tục kể từ hôm đầu tháng này để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng trong việc kiểm soát lũ trên lưu vực sông Hoàng Hà. Các chuyên gia khí tượng cho biết, dải mây gây mưa lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc thời gian qua sẽ dịch chuyển lên phía Bắc trong thời gian tới. Với vị trí quan trọng ở tỉnh Hà Nam, đập Tiểu Lãng Để có hồ chứa với dung tích tối đa 12,65 km khối, có nhiệm vụ giảm lũ, kiểm soát lượng bùn cát, cấp nước và phát hiện hàng năm. Cứ đến cuối tháng trước và đầu tháng này, khoảng 2 tuần trước khi mùa lũ bắt đầu, giới chức Trung Quốc sẽ tiến hành xả lũ trên đập Tiểu Lãng Để. Con đập có khả năng xả nước hoặc nước có phù sa tùy từng thời điểm. Do sông Hoàng Hà có lượng phù sa rất lớn nên sau khi đập Tiểu Lãng Để có nhiệm vụ giải phóng lượng phù sa khỏi hồ chứa và sau đó có thể dùng nước trong để đẩy phù sa đi. Việc xả lũ của đập Tiểu Lãng Để có thể làm đáy sông sâu thêm 1,8 mét mỗi năm. Sông Hoàng Hà có khả năng đặc biệt vì nó có thể mang theo 1 tỷ tấn trầm tích ra biển mỗi năm. So với sông Mitsubishi, nó chứa lượng trầm tích gấp 3 lần, trong khi chỉ chứa lượng nước bằng 1 phần 10. Việc xả lũ sẽ kéo dài trong khoảng 20 ngày, với tổng cộng 50 triệu mét khối nước được đưa xuống hạ nguồn. Vì sông Hoàng Hà chứa nhiều trầm tích nên cần một quá trình lắng đọng trước khi nước được đưa về đồng bằng. 500 di tích văn hóa của Trung Quốc bị hư hại, nước Tam Hiệp dâng cao kỷ lục. Tối hôm Chủ nhật, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 164,18 m. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi con đập này được xây dựng. Tuy nhiên, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm xuống còn 46.000 m khối trên giây. Sau khi đạt đỉnh 61.000 m khối trên giây, nước lũ dâng cao buộc đập Tam Hiệp phải tăng cường xả lũ những ngày qua. Cũng trong cuối tuần trước, Cục Văn vật Quốc gia của Trung Quốc cho hay hơn 500 di tích văn hóa không thể di rời tại 11 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau do mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam nước này trong năm nay. Ông Tống Tân Triều, Phó Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia của Trung Quốc cho biết trong mùa mưa lũ năm nay, các di tích văn hóa bị hư hại trên phạm vi rộng với số lượng nhiều và là năm các di tích bị hư hại nghiêm trọng nhất trong mùa lũ những năm gần đây. Các di tích văn hóa trên nằm tại nhiều tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Chiết Giang, thành phố Trùng Khánh. Trong đó có một số cây cầu cổ, các bức tường thành và các tòa nhà cổ đã bị phá hủy. Có hơn 70 cây cầu ở 11 tỉnh bị hư hại, trong đó có những đơn vị bảo tồn thuộc di tích văn hóa trọng điểm quốc gia. Cầu Trấn Hải ở An Huy, cầu Đặt Ghi Hội Sư ở Tứ Xuyên, cầu Cầu Vồng Thanh Hoa ở Giang Tây đã bị phá hủy, còn tường thành ở Tương Dương, Hồ Bắc cũng bị sập một phần. Chẳng hạn hôm thứ ba tuần trước, cầu Trấn Hải hay còn gọi là cầu Lạ Đại ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy đã bị nước lũ cuốn sập. Nhiều người dân địa phương đã cầm dù che mưa đến xem trong sự nuối tiếc. Công trình này gần 500 năm tuổi, được xây dựng dưới triều đại nhà Minh năm 1368 đến năm 1644. Trước mắt, một số tỉnh vẫn còn lũ lụt và tình hình đảm bảo an toàn cho các di tích văn hóa đang vô cùng gay go. Ông Tống đánh giá.
Vị quan chức cho biết cuộc văn vật quốc gia của Trung Quốc đã chuyển 3,5 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 500.000 đô la Mỹ tới các khu vực bị ảnh hưởng để phục vụ công tác bảo vệ các di tích, đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương cùng cơ quan liên quan và công chúng hỗ trợ. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, chỉ tính từ đầu tháng này tới nay, có 23,85 triệu dân ở 24 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khoảng thời gian này, lũ lụt đã khiến khoảng 16.000 căn nhà bị đổ sập và gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp là 64,39 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 9,21 tỷ đô la Mỹ. Mưa lớn từ đầu tháng này vẫn tiếp tục trên nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc. Cuối tuần qua đã có dự báo mưa lớn vào ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai ở nhiều vùng trên khắp Trung Quốc như Tây Tạng ở phía Tây Trung Quốc, Vân Nam Quý Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, phía Đông Bắc và An Huy. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc, nhiều công trình di tích cổ đại quốc gia đã bị phá hủy do lũ. Tình hình mưa lũ khiến hệ thống đê điều tại quốc gia này đã phải chịu một sức ép kinh khủng. Việc phá đê vào lúc này có thể coi là một giải pháp tình thế cần thiết giúp cho các địa phương đang hứng chịu thiên tai giảm mức độ thiệt hại khi mà mực nước tại các sông hồ tại đây dâng cao, thậm chí là có lúc vượt đỉnh lũ năm 1998, khiến các đập lớn như Tam Hiệp, Tiểu Lãng Đề phải khẩn cấp xả lũ hết công suất. Kính thưa quý vị, cơ quan dự báo Đài Loan Trung Quốc cho biết tâm chấn của trận động đất ở quận Đài Đông. Trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở cùng khu vực vào tối qua theo giờ địa phương. Trận động đất 6,8 độ Richter khiến tàu chật bánh và nhiều tòa nhà đổ sập. Theo đó, cơ quan cứu hỏa Đài Loan đã giải cứu thành công 4 người khỏi một tòa nhà bị sập ở Yuli. Ngoài ra, có 3 người bị rơi khỏi một cây cầu bị hư hỏng do động đất cũng được cứu và đưa đến bệnh viện. Cơ quan đường sắt Đài Loan thông tin 6 toa tàu đã chật bánh tại ga Dongli, miền đông hòn đảo. Trong khi đó, một phần của vòm sân ga cũng bị sập. Khoảng 20 hành khách đã được sơ tán và may mắn không có ai bị thương. Hơn 600 người đã bị mắc kẹt trên các khu vực núi Chike và Lichishi do các con đường bị đóng cửa. Lực lượng chức năng đang tiến hành các công việc cần thiết để mở lại đường. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần Mỹ cảnh báo các đợt nguy cơ sóng thần có thể xảy ra dọc theo bờ biển Đài Loan, cách tâm chấn tới 300 km. Cơ quan thời tiết của Nhật Bản cũng phát cảnh báo sóng thần cao 1 mét đối với một phần của tỉnh Okinawa sau trận động đất. Trận động đất có thể được cảm nhận trên khắp Đài Loan và các tòa nhà rung chuyển một thời gian ngắn ở Đài Bắc. Tại các nhà máy bán dẫn ở các thành phố phía Nam, Đài Nam và Cao Hùng, các hoạt động vẫn được diễn ra và không bị ảnh hưởng. Được biết, đảo Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và rất dễ xảy ra động đất. Trước đó, vào năm 2016, hơn 100 người đã thiệt mạng trong một trận động đất ở miền nam hòn đảo. Trong khi đó, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng vào năm 1999. Tờ South China Morning Post đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng và 120.000 người sơ tán sau nhiều ngày mưa to dẫn đến lũ và lở đất ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy dẫn lời giới chức Sơn Tây cho hay, đợt mưa lũ mới đây đã gây ảnh hưởng cho 1,76 triệu người từ 76 quận, huyện và thành phố trong tỉnh. Khoảng 190.000 hecta hoa màu bị thiệt hại và hơn 17.000 ngôi nhà bị sập. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ đầu tháng này, lượng mưa ở Sơn Tây nhiều hơn lượng mưa bình thường tới 5 lần, dẫn tới nhiều con đập, tuyến đường sắt và địa điểm lịch sử trong tỉnh đã bị phá hủy. Giới chức tỉnh Sơn Tây đã dành 50 triệu nhân dân tệ, hơn 176 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác kiểm soát lũ và cứu trợ. Tại Sơn Tây, các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Tư, chiều dài đoạn vỡ lên đến 20 mét, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực phá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng hôm thứ Năm, lỗ thủng vẫn chưa được phá, hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn. Mưa lũ cũng đã gây ra ảnh hưởng ở tỉnh láng giềng Thiểm Tây, buộc hơn 18.000 người phải bỏ nhà khi một con đập tỉnh bị vỡ. Hôm thứ Ba, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra.
hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di dời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày nghỉ lễ. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ một tuần nay và dự báo còn tiếp diễn trong ngày mai, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm là mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới ở một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục Khí tượng Sơn Đông cho biết tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào hôm thứ Năm và thứ Sáu tới. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư, đập Tam Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.360 m khối trên giây và lượng nước chảy ra lên đến 7.990 m khối trên giây, theo tờ Hà Nam Nhật Báo. Từ ngày đầu tháng, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng để trên sông Hoàng Hà chạm mực nước cao lịch sử là 271,18 m và bắt đầu xả lũ với tốc độ là 4.100 m khối trên giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào tuần trước, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 8.000 m khối trên giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước này đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu của các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Trung Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Trung Quốc đã phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên phức tạp và nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan trong nửa đầu năm nay. Với lũ lụt, mưa gió, hạn hán, bão, động đất và thảm họa địa chất là những thảm họa lớn. Theo Hoàn Cầu Thời báo, tổng cộng có 94,94 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 792 người chết hoặc mất tích ở Trung Quốc. Trong nửa đầu năm, 39 trận mưa lớn đã xảy ra trên khắp Trung Quốc, với lượng mưa trên toàn quốc là 582mm, nhiều hơn 4% so với lượng mưa trung bình hàng năm trong cùng thời kỳ. Bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, ở miền Trung và tỉnh Thiểm Tây ở phía Tây Bắc Trung Quốc vào 2 tháng qua. Mặc dù đã có 16 cơn bão hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong những tháng đầu năm, ít hơn trung bình hàng năm 2,5 trận. Song chỉ có 3 trận bão đổ bộ vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, động đất hoạt động mạnh ở Trung Quốc thời gian qua và hầu hết các trận động đất đều xảy ra ở các địa phương phía Tây như Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Vân Nam và Tứ Xuyên. Trong 9 tháng đầu năm, nước này đã xảy ra 17 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên, khiến 453.000 người tại 14 tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có 9 người chết, 62.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Các thảm họa thiên nhiên đã ảnh hưởng đến 94 triệu người, khiến 792 người chết hoặc mất tích và 5,26 triệu người phải di dời. Bên cạnh đó, 157.000 ngôi nhà bị sập và 1,75 triệu ngôi nhà bị hư hại, khoảng 10.583 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp từ những thảm họa này là 286,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 44,37 tỷ đô la so với số liệu bình quân cùng kỳ qua 5 năm. Số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, số người chết và mất tích, số nhà sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm lần lượt là 31%, 14%, 16% và 14%. Trung Quốc tiếp tục phải ngừng khai thác than tại các mỏ và nhà máy hóa chất ở tỉnh sản xuất than hàng đầu của nước này sau một tuần mưa lớn tàn phá khu vực này. Tỉnh Sơn Tây đã đình chỉ sản xuất than tại 60 mỏ than, 372 mỏ khai thác khoáng sản khác và 14 nhà máy hóa chất. Chính quyền tỉnh cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat hôm thứ Sáu tuần trước, mưa lớn từ đầu tuần đã dẫn đến sập và lở đất ở nhiều khu vực trong tỉnh, khiến nhiều người thiệt mạng. Thông báo của chính quyền địa phương cho biết thảm họa này đã khiến công việc tại 1035 công trường bị tạm dừng và 166 danh lam thắng cảnh cho khu vực bị đóng cửa. Trước đó, tỉnh này đã thông báo dừng sản xuất tại 27 mỏ than. Việc ngừng hoạt động sản xuất than ở Sơn Tây tạo thêm áp lực mới cho quốc gia vốn đang vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng dẫn đến mất điện tại nhiều nhà máy và hộ gia đình Trung Quốc. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc yêu cầu các mỏ khai thác tăng sản lượng, cho phép họ tiếp tục khai thác ngay cả khi đã đặt hạn ngạch hàng năm. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn, rất quan trọng đối với nguồn cung cấp than của Trung Quốc.
Do vậy, lũ lụt có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến nguồn cung cấp điện và than của Trung Quốc. Nhà máy thủy điện Bạch Hà Than dự kiến sau khi hoàn thành sẽ trở thành nhà máy thủy điện lớn thứ hai thế giới về tổng công suất lắp đặt, chỉ đứng sau dự án đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc. Mặc dù vẫn đang được xây dựng, song hai tổ máy thủy điện đầu tiên của Bạch Hà Than bắt đầu vận hành vào đầu tháng vừa qua, đến nay đã trải qua 100 ngày hoạt động an toàn và ổn định. Siêu nhà máy thủy điện nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của thượng lưu sông Dương Tử có tổng chi phí xây dựng là 220 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 34,14 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Bạch Hà Than vào năm 2017, dự án đã phải vượt qua những thử thách kỹ thuật cực kỳ khó khăn, phá vỡ một số kỷ lục thế giới, bao gồm hang ngầm lớn nhất, thông số chống điện chấn lớn nhất của đập cao 300m và đập tràn lớn nhất. Nhà máy thủy điện nằm ở biên giới của tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, có tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kW. Do 16 tổ máy phát điện tạo ra, công suất mỗi tổ máy là 1 triệu kW. Đây cũng là công suất lớn nhất thế giới đối với một tổ máy. Mỗi tổ máy phát điện cao hơn 50m, trọng lượng hơn 8.000 tấn, tương đương với trọng lượng của một tàu khu trục và hiệu suất lên tới 99%. Để chứa 16 tổ máy phát điện khổng lồ, hai siêu trạm điện dài 438m và cao 88,7m đã được xây dựng dưới những ngọn núi ở hai bên của con đập, biến chúng trở thành nhà máy điện ngầm lớn nhất trên thế giới. Tổng chiều dài của các đường hầm để phát điện và kiểm soát lũ lụt là khoảng 217 km, tương đương với khoảng cách từ Thượng Hải đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để xây căn hầm dưới lòng đất, người ta đã đạt tới 25 triệu mét khối, đủ để xây mới kim tự tháp Ai Cập. Việc xây một con đập trong thung lũng hẹp trụ V của sông Kim Sa có giới hạn về không gian và phải đối mặt với các điều kiện địa chất cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thành phố ngầm này chỉ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Việc xây dựng đập Bạch Hà Than cũng đòi hỏi sự đổi mới đáng kể trong thiết bị kỹ thuật thủy điện và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc. Trong các khoang ngầm ở tả ngạn của đập Bạch Hà Than, có 3 đường hầm đập tràn được mô tả là những tuyệt tác kỹ thuật và nghệ thuật. Mỗi hầm vượt lũ dài 2.000 m, diện tích tràn hơn 200.000 m2, chúng có thể chịu được lưu lượng lớn hơn 10.000 m3 trên giây và tốc độ dòng chảy cao hơn 47 m trên giây. Có thể lấp đầy toàn bộ Hồ Tây, diện tích 650 ha, sâu trung bình 3 m chỉ trong vòng 18 phút, dung tích kiểm soát lũ lụt của đập là 7,5 tỷ m3. Sau khi hoàn thành đập Bạch Hà Than, tiêu chuẩn kiểm soát lũ của các thành phố dọc theo sông Dương Tử sẽ được cải thiện hơn nữa. Để giảm lũ hiệu quả ở trung và lưu của sông Dương Tử trong hoạt động chung của đập Tam Hiệp. Ngoài ra, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới còn được gắn hàng nghìn cảm biến có thể đo nhiệt độ, biến dạng, ứng suất và các thông tin quan trọng khác. Thông tin này được thu thập và truyền theo thời gian thực tới nền tảng quản lý xây dựng thông minh của trạm thủy điện IDAM, cho phép điều khiển chính xác theo thời gian thực các thông số khác nhau của dự án, biến Bạch Hà Than trở thành đập thông minh nhất thế giới. Kính thưa quý vị, trận động đất 6,6 độ Richter ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích. Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter với độ sâu 10 km đã được báo cáo ở phía tây nam thành đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 13 giờ ngày thứ hai theo giờ địa phương. Tâm chấn động đất cách Kangding, thành phố có khoảng 100.000 dân, khoảng 43 km về phía đông nam. Theo CCTV, số người thiệt mạng trong vụ việc đến thời điểm hiện tại là 46 người, tuy nhiên 50 người khác đã bị thương và vẫn còn 16 người đang mất tích. Hơn 1 triệu cư dân ở những khu dân cư xung quanh đã cảm nhận được dư chấn của trận động đất. Theo Quốc vụ viện Trung Quốc, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và điều động nhân viên cứu hộ đến khu vực gần tâm chấn. Đài truyền hình Trung Quốc CGTN thông tin, các nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ dọn dẹp những con đường bị thiệt hại do lở đất. Tứ Xuyên, một tỉnh có 84 triệu dân đã phải đối mặt với một mùa hè khắc nghiệt trước trận động đất mạnh xảy ra. Trong 2 tháng qua, tỉnh này đã phải hứng chịu hạn hán và những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 60 năm. Trước đó vào năm 2008, Tứ Xuyên từng hứng chịu một trong những trận động đất kinh hoàng nhất, mạnh 7,9 độ Richter. Trận động đất khiến gần 90.000 người thiệt mạng và người dân ở các thành phố cách đó hơn 1.450 km cũng có thể cảm nhận được dư chấn. Năm ngoái, một trận động đất khác mạnh 6,0 độ Richter cũng đã xảy ra ở Tứ Xuyên, khiến 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương.